Xin chào anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Giá trị của một bản nhạc piano hay nằm ở đâu? Nếu các bạn đã đoán ra thì đúng rồi đấy, chính là ở âm thanh du dương mà một cây piano cơ phát ra. Video kỳ này sẽ vô cùng đặc biệt. Nếu mọi người đã nóng lòng muốn biết, hãy theo đội ngũ Minh Phụng giao cái đàn piano Yamaha U1F vào quận 5 nhé. Nào, bắt đầu thôi. Lúc này đội đang trên đường Trần Hưng Đạo, thời tiết mát mẻ, đường rợp bóng cây, dòng xe qua lại thông thoáng. Qua ngã tư này là đến nhà khách rồi. Hào hứng quá anh em ơi. Là đàn cơ nên piano này sẽ rất nặng, nên anh em xuống đàn hôm nay đích 5 thành viên. Tải chế đàn tới rồi, chuẩn bị mang đàn xuống xe thôi. Anh em đã vào vị trí chưa? Xem tiếp video nhé. Bẩn xe được kéo xuống, tiếp đến cửa sau xe tải tiếp tục mở ra, và bên trong là hai cây piano chuẩn bị cho buổi đi hôm nay, đó là cây U1F tại quận 5 này và một cây tại quận 9 nữa nhé. Quà tặng theo piano U1F khi bạn mua đàn đó chính là ghế piano cao cấp, ống sưởi, khăn phủ đàn và khăn phủ phím. Đội ngũ Minh Phụng luôn có những thiết bị chuyên nghiệp để đảm bảo đàn luôn ở tình trạng tốt nhất. Các anh nâng đàn lên để đưa xe đẩy xuống dưới đàn, bắt đầu đưa đàn vào nhà khách thôi các anh em ơi. Cả đội đã mang cây piano cơ này vào nhà. Sau khi đưa đàn vào trong, team tiến hành vệ sinh đàn, lớp ni lông bảo vệ được gỡ xuống. Anh em có thể thấy piano cơ khi đến tay hàng đều được nhân viên tiến hành bọc nhiều lớp bảo vệ rất dày xung quanh đàn nhằm hạn chế ẩm ướt và chảy xước không mong muốn. Thân đàn đang bóng, nổi bật bởi logo Yamaha, dãy băng vàng kéo dài toàn bộ tạo thêm điểm nhấn cho cây đàn. Đường vân dài dạng sợi đỏ trải dài tôn lên màu trắng của các phím đàn. Nhân viên Minh Phụng Music đang thử âm thanh trên piano, mời mọi người thưởng thức nhé. Sau khi nghe giai điệu du dương được tạo bởi U1F, liệu rằng anh em có thắc mắc những điểm nhấn được Yamaha mang lại cho người chơi là gì không? Cùng tìm hiểu nha. U1F sở hữu thiết kế nguyên khối bằng gỗ cao cấp, khung kim loại rắn chắc đẹp mắt, phím đàn gọt giũa bằng tay, phủ lớp sơn cao cấp chống trơn trượt, búa đàn được làm từ lông cừu tự nhiên, dây đàn làm từ thép cường độ cao, sao bát làm bằng gỗ thông, tăng khả năng khuếch đại âm thanh, tạo nên giai điệu nhẹ nhàng rất riêng của U1F. Chế độ bảo hành hấp dẫn dành cho bạn khi mua piano cơ U1F đó chính là bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần cho khách. Đến lúc bác trai ngồi vào đàn và bắt đầu tìm hiểu những âm thanh được phát ra trên phím nhạc, vậy là buổi giao đàn hôm nay đã hoàn tất rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.